Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 50 năm, ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, gọi tắt là Hiệp định Paris, được ký kết. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, đã tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hiệp định Paris là mốc son trong lịch sử vàng của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Nửa thế kỷ nhìn lại thắng lợi đó, hôm nay Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề Hiệp định Paris, thắng lợi của sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Chúng tôi đã mời tới trường quay các vị khách mời, xin được trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Trương Đình Ngoạn, trưởng ban liên lạc sư đoàn 7, quân đoàn 4, quân đội nhân dân Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đặng Đình Chiến, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hải Dương. Xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, trước khi đi sâu vào cuộc tọa đàm ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một phóng sự ngắn mà chúng tôi thực hiện. Trong thời gian khoảng 5 năm, từ năm 1968 đến năm 1973, Hiệp định Paris đã trải qua 201 phiên họp công khai, 45 cuộc họp riêng cấp cao, 500 cuộc họp báo, 1.000 cuộc phỏng vấn và đã có hàng nghìn cuộc meeting chống chiến tranh, ủng hộ Việt Nam. Cuối cùng, đúng 12 giờ 30 phút giờ Paris, ngày 22 tháng 1 năm 1973, tại trung tâm các hội nghị quốc tế Clébé, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ và Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Kissinger ký tắt. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã được ký chính thức giữa Bộ trưởng Ngoại giao các bên. Thắng lợi của Hiệp định Paris và Hội nghị Paris cách đây vừa tròn 50 năm đã để lại nhiều bài học sâu sắc. Những bài học đó đã tiếp sức cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta hôm nay thêm vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho cựu chiến binh Trương Đình Ngoạn. Thưa ông, từng biên chế trong sư đoàn 7, quân đoàn 4, đội quân chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam, năm 1973 thì Hiệp định Paris đã được các ông đón nhận như thế nào ạ? Năm 1973, tức là tôi ở trong đấy từ năm 65 mà đến năm 73. Thì năm 73 thì cái thời kỳ còn chống Mỹ cứu nước mà chúng tôi có cái nổi tiếng sư đoàn 7 là chốt chặn đường 13, 150 ngày đêm chốt chặn, bom Mỹ được cày phá lên xuống như vậy. Cuối cùng mình vẫn bám trụ, cuối cùng là Mỹ nó phải chịu thua mình ở cái chỗ đấy. Và anh em mình chiến đấu rất kiên cường, mặc dù tất nhiên trong chiến tranh thì không thể tránh khỏi sự hy sinh mất mát và đau thương. Nhưng tôi nghĩ lại là cuộc chống Mỹ tuy đau thương hào hùng như vậy, thế nhưng mà anh em bộ đội chúng tôi là coi như là rất là mãnh liệt, coi thường cái chết. Nói thật chỉ là đối với cái chết chúng tôi coi như là ngày nay cái đồng đội mình mất, ngày mai có thể đến với mình, chúng tôi không sợ. Mà khi vào trận như vui như là ngày hội, báo cáo với chị như thế. Còn đến năm 73 thì báo cáo với chị là trước đó, trước năm 73 thì chúng tôi đi hành quân đánh Mỹ thì toàn đi ban đêm. Vì máy bay ở, chị biết cửa ngõ Sài Gòn miền Đông Nam Bộ ấy, là máy bay hầu như là suốt ngày đêm, lúc nào cũng có tiếng máy bay. Nhưng đến năm 73 tự nhiên nó bật hẳn đi, Mỹ rút đi, hẳn đi. Chúng tôi đã được hành quân ban ngày, đi chiếm lĩnh trận địa và đánh giặc. Cuộc chiến tranh của mình thì thực tế là từ năm 65 cho đến năm 75, tôi chứng kiến là biết bao đồng đội đã ngã xuống. Ngoài cái chuyện chiến tranh đấu tranh với giặc Mỹ ra, bom đạn của nó là một tên đế quốc sừng sỏ nhất. Mà đối với Việt Nam thì mình là không có những có lòng dũng cảm, anh hùng, nhưng mình còn mưu trí, sáng tạo và cái bộ óc của người Việt Nam đúng là chiến thắng giặc Mỹ. Nó phải khâm phục mình. Thế còn lúc mà nó đánh bom ở Hà Nội là cuộc Điện Biên Phủ trên không ấy, là chúng tôi cũng không được biết. Tại vì cái thông tin của chúng tôi báo cáo với chị là ở chiến trường là hầu như không có thông tin. Thỉnh thoảng được phổ biến thì phổ biến thôi. Mà cả mà đại đội chỉ có mỗi cái national để nghe tin tức. Có khi là ra mãi Campuchia mới mua được đôi pin mà hết thì có khi là không nghe được nữa. Đấy là thông tin rất hiếm. Thế nhưng anh em chúng tôi ở chiến trường thì nói thật đấy, khi ra trận là đúng là như vui như ngày hội. Xin được cảm ơn cựu chiến binh Trương Đình Ngoạn.
thưa nhà nghiên cứu lịch sử Đặng Đình Chiến, Hiệp định Paris về sau này được đánh giá là kỳ tích trên mặt trận ngoại giao của Việt Nam. Vậy thắng lợi của chúng ta về phương diện quân sự là gì, thưa ông? Để khẳng định rằng là cái Hiệp định Paris là một cái kỳ tích thì chúng ta cũng phải thấy được là ngược trở lại từ khi nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời mà đấu tranh trên chiến địa ngoại giao của chúng ta thì nó cũng trải qua từ đến hội nghị Paris nó có ba cái lần rồi. Cái lần thứ nhất là chúng ta ký cái hiệp định sơ bộ với Pháp và thương lượng với Tưởng Duy Thạch năm 1945-46 để giữ vững chính quyền cách mạng. Đấy được xem là một cái ngoại giao đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã tạo ra việc người ta bảo vệ được thành quả cách mạng. Cái lần thứ hai là kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm thì chúng ta cũng đã từng đàm phán và ký hiệp định Geneva để lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam của chúng ta. Thì có thể thấy là cái đấu tranh ở ngoại giao ở thời kỳ này thì trong cái hội nghị của người ta nó có các bên. Việt Nam của chúng ta chỉ là một phần nhỏ bên, nhưng mà chúng ta đã đấu tranh để đòi được cái quyền lợi của chúng ta để lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam và tạo ra một cái tình thế mới. Thế nhưng đến lần này là tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây được xem là một cái cuộc chiến mà nó kéo dài nhất trong lịch sử từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay trên thế giới. Và nó ác liệt nhất. Nó không những chỉ là một cái cuộc chiến giữa ta và Mỹ mà nó là gì ạ? Có những ý kiến thì cho rằng đây là cuộc đụng đầu lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ, giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa đế quốc. Chính vì nó đây là cái cuộc mà chiến tranh nó lâu dài, nó ác liệt. Và do đó mà cái đấu tranh của chúng ta không những chỉ trên cái trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao. Cho nên chúng ta đấu tranh ở đây là kết hợp giữa các cái lĩnh vực với nhau. Trong đó đặc biệt là giữa chính trị, quân sự và ngoại giao. Thế thì quá trình đàm phán như vậy thì và nó giằng co như vậy. Và cuối cùng, đến cuối cùng chúng ta thấy trong bản hiệp định Paris thì mấy cái điểm mà tôi nói như thế này để chúng ta thấy cái kỳ tích. Mặc dù lập trường hai bên như vậy nhưng quá trình đàm phán chúng ta đã đạt được. Mà đạt được theo đúng cái tinh thần 10 điểm của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam đưa ra từ năm 1969. Trong đó thì nó có mấy cái điểm chính như thế này để chúng ta thấy nó kỳ tích của chúng ta. Đó là cái thứ nhất là trong hiệp định quy định là Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Cái thứ hai là Hoa Kỳ rút hết quân viễn chinh về nước cùng với quân đội thân Mỹ và phá hết các căn cứ quân sự của Mỹ, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam. Thứ ba là các bên để nhân dân miền Nam Việt Nam quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do. Và thứ tư là các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và thường dân bị bắt. Và như thế thì cái kết quả cuối cùng mà được ghi trong hiệp định, được các bên ký kết như vậy thì tôi cho rằng đây là một cái thắng lợi rất lớn trong cái đấu tranh ngoại giao của chúng ta. Xin cảm ơn nhà nghiên cứu lịch sử Đặng Đình Chiến và thưa nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Phải chăng rằng là những kỳ tích và đặc biệt là kỳ tích trên mặt trận ngoại giao của chúng ta thì được kết tinh từ cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam đã được kết tinh hàng ngàn đời ạ? Vâng. Trải qua hàng nghìn năm thì dân tộc Việt Nam của chúng ta đã phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, chống chọi với lần lượt các thế lực ngoại xâm ở phương Bắc. Thế thành ra nó mới hình thành ra một cái yếu tố, mà cái yếu tố ấy về sau này nó chất lọc lại, nó trở thành ra một cái nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, là sự cố kết, đoàn kết để tạo ra sức mạnh để chống trả với lại thiên nhiên khắc nghiệt rồi với lại ngoại xâm. Thế thì cái sức mạnh này nó chất lọc lại thành ra một cái nét văn hóa mà các bạn đều nhớ, là nó thành ra những cái câu tục ngữ hay là những câu ca dao. Đấy, nó nói là một cây làm chẳng nên non, và ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Có nghĩa là nó thể hiện một cái sự sức mạnh.
soi lại cái lịch sử của Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là như này, các cái triều đại phong kiến ngày xưa phải vận dụng một cái khả năng để mà chống chọi lại với lại đế quốc ở phương Bắc. Họ kêu gọi toàn dân đoàn kết để cùng nhau để chống lại kẻ thù. Tiêu biểu như là nhà Trần. Thế thì cái nhà Trần là cái gì ạ? Là một cái triều đại phải chống lại 3 lần giặc Nguyên Mông ở Trung Quốc. Thế nhưng mà nhà Trần đã huy động được sức mạnh của toàn dân. Đến nỗi mà người ta có một cái hình ảnh tiêu biểu, đó là cái hội nghị Diên Hồng ở Thăng Long. Các cụ già vô lão này, khắp cả làng quê này, về Diên Hồng, về cái hội nghị Diên Hồng để mà họp, để thể hiện cái sức mạnh, ý chí để chống lại cái đế quốc của phương Bắc. Thế rồi đến về sau này gần hơn, hiện đại hơn, thì chúng ta còn nhớ là thời kỳ tiền khởi nghĩa, chúng ta có cái mặt trận gọi là mặt trận Việt Minh, tập hợp tất cả những thân hào này, sĩ thứ này, nông dân này, thanh niên này, phụ nữ này, các giai tầng trong xã hội đoàn kết để mà chiến đấu chống thực dân Pháp. Thế xong rồi đến năm 1946, thì khi mà chúng ta không thể nhân nhượng được với thực dân Pháp nữa, thì Hồ Chủ tịch có một cái lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì quốc thuộc gậy gộc. Bất cứ một người nào là người Việt Nam đều phải có tham gia để đánh. Đấy là ý chí, sức mạnh, đấy là đoàn kết. Còn đến bây giờ thì chúng ta có gọi là khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh. Thì chúng tôi xin bổ sung thêm nữa là trong các cái thắng lợi của cái Hiệp định Paris thì nó có một cái sức mạnh toàn dân, có cái sự đoàn kết. Thưa cựu chiến binh Trương Đình Ngoạn, vậy sau Hiệp định Paris thì nhiệm vụ của những người lính như các ông có cái sự khác biệt gì hay không ạ? Sau khi chúng tôi được phổ biến và Hội nghị Paris đã ký kết rồi, thế trên có giao nhiệm vụ thế này: ở đâu tại đó, ngụy ở đâu ở tại đó, quân giải phóng ở đâu tại đó. Thế nhưng hai bên thì nó sẽ không như thế. Thí dụ như trong lúc mà đóng quân ở một địa điểm này thì ban ngày thì địch nó đóng ra, ban đêm thì giải phóng thu hẹp lại, cuối cùng là hai bên coi như là ganh nhau, vẫn là trong cái thế giằng co. Giằng co đấy, vẫn là giằng co. Thế nhưng lúc bấy giờ quân giải phóng ở thế thượng phong, lúc bấy là mình đứng trên đầu thù rồi, Mỹ rút đi rồi, máy bay không còn nữa. Chúng tôi là lúc bấy đi hành quân chiếm lĩnh trận địa là đi ban ngày, báo cáo được cái hai đồng chí đi ban ngày, tôi được trực tiếp vì ở trong đấy 10 năm rồi, chứ không phải đi đêm chiếm lĩnh trận địa đêm nữa. Thế rằng đấy là cái thế thượng phong của mình. Tôi còn nhớ là thí dụ là dân thì lúc ấy là dân rất ủng hộ mình, rất khao khát đất nước thống nhất, rất khao khát là những bà con em của mình tập kết ra Bắc bây giờ lại gặp lại nhau, rất khao khát hai miền miền Nam Bắc thống nhất để dân đỡ khổ. Cho nên là tối đến dân quân địa phương, nhân dân là đưa chúng tôi đi cắm cờ để chiếm lĩnh rộng ra. Sáng ra ban ngày địch nó đi nó cắm rồi, mình rổ hết đi ra. Sáng ra ban ngày ban mặt thì địch nó không, mà nó ra thì cũng là sợ mình đặt mình nó giết. Cho nên là vùng giải phóng của mình một ngày một rộng ra. Thì cái người lính của chúng tôi là có nhiệm vụ đánh để đảm, để cho Paris đảm. Thế thì báo cáo. Cho nên là ở trong cuộc chiến tranh nó đối với Mỹ, còn đối với Ngụy thì chúng tôi nó đơn giản hơn nhiều. Vì sao thấy nó đơn giản? Mặc dù toàn bộ vũ khí hiện đại và xe tăng, thiết giáp, máy bay của nó vẫn đều nguyên, đều nguyên, nhưng mà tinh thần của nó rất là dễ dã. Cho nên tôi thấy bác Giáp, tức là Bộ trưởng Quốc phòng cũng có nói là Việt Nam chúng tôi đã tận dụng mọi cơ hội, mọi lúc cơ hội, có cơ hội nào chúng tôi tận dụng cơ hội ấy. Có thể thấy rằng là qua những chia sẻ của ông thì chúng ta một lần nữa được cảm nhận về sức mạnh của Việt Nam, đó là cái sức mạnh của tinh thần đoàn kết và góp phần làm nên những cái kỳ tích trên nhiều mặt trận của chúng ta, trên mặt trận quân sự, trên mặt trận ngoại giao. Thưa nhà sử học Đặng Đình Chiến, chúng ta có thể nhắc đến những con người là linh hồn của ngoại giao Việt Nam, họ đã góp phần như thế nào để làm nên cái thắng lợi của Hiệp định Paris ạ? Sau những thất bại ở chiến trường thì Mỹ buộc phải dần dần từng bước ngồi vào bàn đàm phán thực chất, mà đặc biệt là
cái 12 ngày đêm, cái chiến thắng 12 ngày đêm ở thủ đô Hà Nội, là trên bầu trời Hà Nội, là quyết định thắng lợi quyết định. Mà Bác Hồ của chúng ta cái này đã dự báo trước này. Từ năm 1965 Bác đã bảo phải tập đánh B-52, Mỹ chỉ thua khi nó thua trên bầu trời Hà Nội. Cho nên quá trình đàm phán, và chúng ta biết là nó diễn ra, nước Mỹ thì vào cái thời điểm vào những năm 72 thì lại chuẩn bị cho cái bầu tổng thống, và Nixon đứng ra tranh cử, cho nên nó tiến hành ngừng bắn như vậy, nhưng mà để nó đàm phán, nó cho tiếp tục đàm phán như vậy, nhưng mà sau đó rồi thì nó lại cho dùng rằng nó không ký nữa. Tháng 10 năm 72, thế sau đó thì cuối cùng lại phải, và cuối cùng nó bí mật, mà thậm chí nó giấu cả Quốc hội về cái việc nó mở cái chiến dịch ném bom để nhằm mục đích của nó là biến Hà Nội của chúng ta trở về thời kỳ đồ đá, để nó đàm phán trên hội nghị trên thế thắng để rút ra khỏi Việt Nam trên thế thắng của nó. Thế thì thực ra mà nói thì đấy là chúng ta nói ở chiến trường thì như vậy. Thế nhưng nó lại có một cái đấu trí trên bàn hội nghị giữa các bên, mà chủ yếu nửa giữa ta và Hoa Kỳ. Cho nên ở cái phần đầu tôi nói là cái chủ yếu đàm phán là đàm phán song phương giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Mà nó khác cái hội nghị Geneva. Hội nghị Geneva thì còn có các bên ở quốc tế. Ví dụ như bên ta là Trung Quốc, Liên Xô. Bên kia là Mỹ, Anh, Pháp. Nhưng Hiệp định Paris này, hội nghị Paris chỉ có ta và Mỹ. Và ta và Mỹ như vậy thì chủ yếu là giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ, và giữa hai cái viên cố vấn đặc biệt đấy. Mà cái đàm phán, cái họp, những cái phiên họp kín mới là những phiên họp quyết định. Cho nên là khi ký thì bốn bên ký, nhưng quá trình đàm phán kết quả chủ yếu là do hai bên, do hai cái ngài. Bên ta là đồng chí Lê Đức Thọ là cố vấn đặc biệt, thế và bên Mỹ là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ Nixon, Kissinger. Đấy, như vậy, như thế thì có thể thấy được là đây là một cái cuộc đấu trí giữa hai bên, giữa hai cái nền ngoại giao khác biệt nhau. Một bên là cái nền ngoại giao của Mỹ, người ta gọi nó là nền ngoại giao dựa trên sức mạnh. Thế còn nền ngoại giao Việt Nam của chúng ta, đó là một cái nền ngoại giao và nhân văn. Và như thế thì chúng ta có thể thấy được là cuối cùng là nền ngoại giao nhân văn đã chiến thắng nền ngoại giao của nước Mỹ dựa trên sức mạnh. Cái thắng lợi của cái hội nghị Paris ấy, thì nó có công đóng góp rất lớn của cái cá nhân. Trong đó đặc biệt là cái Bộ trưởng Ngoại giao của chúng ta, ông Xuân Thủy. Và ở miền Nam là bà Bình. Thế và Lê Đức Thọ là những người mà có thể thấy này là đấu trí rất quyết liệt, rất căng, lúc nào cũng thể hiện rất rõ cái thế của mình. Nhưng đặc biệt là tôi có những cái câu chuyện rất hay. Tôi lấy ví dụ như thế này, trong cái việc mà nói chuyện bình thường đấu trí với nhau, nhưng mà nó lại còn có cái những cái chuyện rất là hay ở chỗ, ví dụ như là khi đi bên nhau thì ông Kissinger ông cao hơn ông Thọ nhà mình, thì ông ấy bảo rằng là tôi cao hơn ngài, thì Bác Thọ của chúng ta bảo thế nào ạ? Ngài không cao hơn tôi, mà ngài chỉ dài hơn tôi thôi. Cho nên một cái câu nói rất hay, rất ý nghĩa. Trong cái cuộc đấu trí này, ai cao hơn ai? Thế thì đồng chí Lê Đức Thọ của chúng ta khẳng định mình cao hơn. Chúng ta có thể thấy rằng là Hiệp định Paris là thắng lợi của quân sự và ngoại giao, và đồng thời đó cũng là kết tinh của trí tuệ văn hóa Việt Nam, thưa nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Chúng tôi rất đồng ý ý kiến với lại bác Ngoạn, với lại bác Chiến phân tích về cái đường lối quân sự rồi về ngoại giao. Nhưng mà chúng tôi xin có một cái có ý kiến thêm như thế này. Ngoại giao chính là cái đỉnh cao của một cái nền văn hóa của dân tộc. Nó chắt lọc lại. Và chính vì vậy mà nó đã có một cái giá trị rất lớn trong cái đấu tranh để mà giành lại được cái Hiệp định Paris năm 1973. Thế thì dân tộc ta này có nhiều cái nét đẹp lắm, truyền thống lắm. Nhưng mà trong cái khuôn khổ để chúng ta mạn đàm, chúng ta trao đổi về cái hiệp định này, thì tôi thấy ở đây nó rõ một cái là
ông cha ta đã có một cái nét đẹp là trong một cái lý thuyết này, lấy nhu thắng cương. Một cái điểm nữa là gì? Tôi dùng cái thắng lợi trên mặt trận, tôi không nói nhiều, tôi cứ như thế. Và tự nhiên là anh biết rồi, anh phải xuống thế của tôi. Một cái điểm nữa mà cái nhu thắng cương của chúng ta là này, thêm bạn bớt thù. Có 5 năm rồi mà 500 cái cuộc họp báo. Mà mỗi một cuộc họp báo như thế thì những cái người đại diện cho đất nước của chúng ta đã tuyên truyền, quảng bá, nói về những cái chính nghĩa của Việt Nam. Vào, nói những cái sự tàn ác, độc ác của Mỹ và Ngụy trên cái mảnh đất yêu quý của chúng ta. Và chúng ta đã thêm bạn bớt thù. Như thế là những cái nhân dân yêu chuộng hòa bình ở trên thế giới, mà cụ thể là qua cái 500 cái cuộc họp báo ấy, thành ra là người ta ủng hộ mình, thành ra là người ta phản chiến tranh. Có những cái đoàn thanh niên nó đi, nó hát, nó biểu tình ở trên cái đất nước của Mỹ. Một cái điểm nữa là chúng ta tận dụng được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Anh ạ, đây cũng là nét đẹp của văn hóa. Thế thì thế nào ạ? Làm thế nào để cho nhân dân Pháp yêu quý chúng ta, giúp đỡ chúng ta, tận tụy với chúng ta suốt 5 năm rồi như thế? Bao nhiêu công việc người ta đóng góp, người ta giúp đỡ, người ta vật chất, người ta tinh thần thế này thế khác. Thì làm thế nào mà để cho dân Pháp người ta quý mến như thế? Thì đấy cũng chính là từ cái nét đẹp văn hóa của ông cha chúng ta chất lọc lại để cho giúp cho cái hiệp định Paris của chúng ta được thành công tốt đẹp. Những cái cuộc đấu tranh như thế, là quyết liệt như thế, thì chính phải có trí tuệ và có bản lĩnh, phải có đặc sắc của cái người Việt Nam, thì cái cuộc đấu tranh của chúng ta hiệp định Paris mới thành công được, chứ không còn rất là khó khăn. Vâng, xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của những người con Hải Dương giữa mùa xuân mới với niềm tự hào về dấu son lịch sử mà cha ông đã đạt được. Trong cuộc sống được phát triển như thế này thì là trước hết là cũng là có sự lãnh đạo của Đảng và các cấp các ngành, và cũng có sự hy sinh của các anh hùng xưa. Như trong gia đình tôi là cũng có 2 người hy sinh, và ông bố tôi cũng là bộ đội Điện Biên, rồi đến anh em cũng đều tiếp bước cha anh. Mong muốn thế hệ mai sau phát triển, các vua hùng người xưa đã nói là có công dựng nước thì bác cháu ta cùng nhau giữ nước, thì hãy cùng nhau phát triển để cho nền kinh tế nó phồn vinh hơn xưa. Đầu năm là rất là rộn rã, nó rất là vui vẻ. Cháu rất là cảm ơn ông cha chúng ta đã đứng lên chiến đấu để bảo vệ nền hòa bình, để cho bây giờ chúng cháu có thể là tự do đi ăn Tết mà có giải vẻ. Bản thân tôi là một giáo viên thì tôi cũng cảm thấy rất là tự hào khi được là người con của dân tộc Việt Nam, và để nối tiếp truyền thống của cha ông ta. Thì với bản thân tôi thì tôi cũng tự hứa với bản thân là sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống của dân tộc. Và với các em học sinh thì bản thân chúng tôi cũng muốn dạy dỗ các em và đưa các em học những cái trang lịch sử hay những các hoạt động để hướng tới những cái hoạt động hướng tới cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, để cho các em giữ vững được những cái nét truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa cựu chiến binh Trương Đình Ngoạn, năm nay đã gần 80 tuổi và ông vẫn giữ vai trò là trưởng ban liên lạc. Và với những người lính như các ông thì niềm vui cũng như là tinh thần của người lính đã được các ông thể hiện cũng như kết nối ra sao trong giai đoạn hiện nay ạ? Khi ở trên trường thì chúng tôi xông pha như vậy. Nhưng mà khi trở về đời thường thì chúng tôi gắn bó với nhau, anh em như anh em ruột thịt. Anh em chúng tôi bảo nhau là chiến trường mình hy sinh, đổ một xương máu như vậy, giờ trở về đời thường thì mình phải nghiêm chỉnh chấp hành các mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật. Để cho người dân người ta nhìn vào đó, đấy anh bộ đội Cụ Hồ đấy. Trong chiến tranh người ta không tiếc xương máu, đấy. Bây giờ hòa bình rồi, người ta bảo nhau thực hiện mọi cái đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Để động viên con, cháu, tức là các cháu đến tuổi nghĩa vụ quân sự thì phải thực hiện nghiêm chỉnh về nghĩa vụ quân sự. Để làm sao mình có cái lực lượng dự trữ lâu dài. Nếu có giặc ngoại xâm thì ngay chúng tôi bây giờ tuổi đã cao thật rồi cũng sẵn sàng cầm súng đánh giặc ngoại xâm, giữ lại bình yên cho đất nước.
giữ lại cái biển đảo, rồi bầu trời, rồi trên đất liền của Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chúng tôi có thể cảm nhận được tinh thần xông pha của những người lính bất kỳ là ở độ tuổi nào và bất kỳ trong giai đoạn nào. Phải chăng là chính cái tinh thần xông pha đó thì đã làm nên những cái chiến thắng của dân tộc ta, thưa nhà sử học Đặng Đình Chiến? Có thể thấy là thế giới người ta đánh giá người Việt Nam của chúng ta là một dân tộc rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở cái chỗ là một cái dân tộc trải qua chiến tranh quá nhiều. Một cái dân tộc nhỏ bé trải qua chiến tranh nhiều nhưng lại đều chiến thắng. Có 3 lần họ chiến thắng, họ mở ra giai đoạn phát triển cho thế giới. Từ những chiến thắng mà ông nói, và đặc biệt là cái thắng lợi của Hiệp định Paris, thì chúng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay ạ? Thì chúng ta biết là thời đại ngày nay là cái thời đại mà hội nhập quốc tế. Và hiện nay thì Việt Nam của chúng ta đã hội nhập rất sâu rộng vào quốc tế rồi. Và đã hội nhập quốc tế như vậy rồi thì cần phải có quan hệ quốc tế như thế nào đấy? Thế thì tôi cho rằng là những cái lần đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, trong đó có Hiệp định Paris này, nó để lại cái bài học thứ nhất. Tôi cho rằng cần phải quán triệt và phải thực hiện, đó là giữ vững cái nguyên tắc trên tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Ông cha ta từ xưa đều thế cả. Nguyên tắc thì phải, chiến lược là phải giữ vững, nhưng phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt. Cho nên theo cái tinh thần dĩ bất biến, ứng vạn biến. Cho nên đây là một cái bài học sâu sắc. Cho nên là nhà văn hóa Khúc Hà Ninh đã nói lúc đấy ở cái phần trên ấy. Tức là lúc nhu, lúc cương. Thì cái gì là cương? Cương chính là cái nguyên tắc này đấy. Thế thì trong cái hội nhập quốc tế hiện nay của chúng ta thì tôi cho rằng đấy là cái thứ nhất, cái bài học kinh nghiệm thứ nhất. Và hội nghị Paris của chúng ta diễn ra đúng như thế. Và đến ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta phải thực hiện đúng cái nguyên tắc đó. Bài học kinh nghiệm thứ hai đó là phải luôn luôn kiên quyết, kiên trì sử dụng đồng thời các cái thắng lợi khác để hỗ trợ cho quá trình thực hiện, bao gồm cả chính trị, cả kinh tế, cả văn hóa, nhưng đồng thời cả mạnh về quân sự, thì chúng ta mới bảo vệ được Tổ quốc của chúng ta hiện nay và hội nhập quốc tế để làm ăn được với quốc tế và đem lại lợi cho ta. Thế thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là tôn trọng các cam kết nhưng luôn luôn cảnh giác. Hiện nay chúng ta ký kết rất nhiều những thỏa thuận, những hiệp định song phương, đa phương với các nước, các khu vực trên thế giới. Thế nhưng mà chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, bởi vì người ta ký bao giờ, đặc biệt là những cái nước lớn, đặc biệt là Mỹ, bao giờ cũng muốn kèm theo có điều kiện. Mà điều kiện này thường nó đòi hỏi những điều kiện về chính trị. Và cái bài học kinh nghiệm thứ tư đó là tranh thủ sự ủng hộ quốc tế, nhưng phải dựa vào sức mình là chính. Đây là một cái bài học kinh nghiệm xuyên suốt của lịch sử Việt Nam, mà được thể hiện rất rõ trong hiệp định, quá trình ký hiệp định Paris. Nhà sử học Đặng Đình Chiến vừa nêu ra 4 bài học kinh nghiệm mà chúng ta có thể đưa ra và học tập từ Hiệp định Paris, đúng không ạ? Và bên cạnh những bài học kinh nghiệm đó thì chúng ta có thể kế thừa gì để tiếp tục phát huy về tinh hoa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam? Vâng. Thưa nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Ông Chiến thì nói cũng khá là đầy đủ rồi, nhưng mà tôi xin bổ sung thêm một chút nữa này thôi. Khi mà chúng ta hòa nhập với đại thế giới thì cái yếu tố văn hóa của chúng ta vẫn phải được phát huy. Và cái bản lĩnh, cái trí tuệ của chúng ta vẫn được phải phát huy và kế thừa. Bây giờ chúng ta là có một cái lý thuyết là thế này: ngoại giao, hòa nhập, uyển chuyển theo cái lý thuyết của cây tre Việt Nam. Mà cái lý thuyết này nó vẫn nằm ở trong cái yếu tố là văn hóa của người Việt đấy, cây tre Việt Nam. Cái thứ hai nữa là thế này: chúng ta là đi đầu, nhưng mà chúng ta phải là chạy tắt ở đằng trước. Đấy, và chúng ta đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chúng ta hòa nhập để chúng ta học những cái hay, cái đẹp của thế giới, để chúng ta gọi là đón đắt và đi đầu. Thì đấy là cái ý kiến của chúng tôi là về cái phát huy. Và cái trí tuệ thứ ba nữa là cái này: đa phương hóa và đa dạng hóa, để thêm bạn mà bớt thù. Chúng ta hòa nhập nhưng mà lại không hòa tan. Đấy cũng là bản, giữ được cái bản sắc của văn hóa. Còn ông hòa nhập một cái, ông tan nát hết ra, ông không còn cái bản sắc của người Việt Nam nữa. Thế là ông mất văn hóa, cũng mất văn hóa. Anh đổi mới nhưng anh không đổi màu. Ở nhiều cái phương diện chúng ta vẫn phải chú ý tới cái chỗ đó. Đổi mới nhưng không được đổi màu.
biến màu đi là sang cái lĩnh vực khác rồi đấy. Mà Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta vẫn còn kiên định theo cái chủ nghĩa của chúng ta. Mắc lên đi. Anh không được đổi màu. Thành ra đấy chính là cái trí tuệ và đấy là cái bản lĩnh. Và suy cho cùng vẫn phải tạo ra một cái sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và đấy chính là một cái, theo ý tôi đấy là chất lọc cái tinh hoa văn hóa của Việt. Vì vậy bao nhiêu những các cái khó khăn, bao nhiêu kẻ thù chúng ta đều chiến thắng. Và đấy cũng là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa Khúc Hà Linh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thắng lợi của Hiệp định Paris là thắng lợi của ý chí, bản lĩnh và sức mạnh văn hóa Việt Nam. Nửa thế kỷ nhìn lại, chúng ta càng khẳng định được điều đó. Hiệp định Paris là cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao quy mô lớn, mang tính tổng hợp, phản ánh đầy đủ sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là thắng lợi của nền ngoại giao cách mạng. Hội nghị Paris và Hiệp định Paris mãi mãi đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam như một dấu son không thể phai mờ. Chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.